18 bé gãy chân trâu này. Xem Ian nhé, xem thôi. Ngày xưa thì game thì nó hay lo ho rồi, nhưng mà bây giờ thì lai dai cho anh em thôi. 2K9 à, lớp 11. 2K9 lớp 11 thì chuẩn bị đi tù được rồi. Oh, Vulture. Mình sinh năm 1993. Thường gọi 28 nhưng mà mình nói 29. Mình nghĩ 29 rồi. Già vậy đái rồi đấy. Will anyone play a Motorskeleton King? Deadly. Oh, here, this guy here. But this guy not on my fan list. Ngày mai thì ngày thứ 6 này là mọi người có thể một Xbo với Pack and Ram. Thực ra mình nghĩ là ví dụ các bạn chơi mà nếu mà theo mình á, các bạn chơi nhiều deck cũng tốt để nó nâng được lên. How many wins you got? Oh, I got 15 win, but I lost it. Let's go and Hawk Lightning. Win. The best in my mind, Ian, the best Hawk Lightning. Kia thằng skeleton này mà gặp deck của mình đúng là khóc thét luôn. Wizard của mình đúng là clear luôn tất cả mọi thứ. Hôm qua hôm kia mình gặp đúng một thằng của deck này. Đây là học giải trí. Nói chung là game này nó giải trí thôi, anh em gọi đi chơi không kiểu trai khác thì chơi vui vui. Hawk Lightning 2016 nhưng mà không phải cái phiên bản này đâu anh em. Ngày xưa phiên bản 2016 nó khác xa hoàn toàn. Hawk Lightning ngày xưa là đi cùng với lại Executioner, Tornado với con Knight. Nó không phải là phiên bản này đâu. Tesla ngày xưa không kết hợp với Hawk Lightning đâu. Phiên bản này mới xuất hiện cách đây độ khoảng phổ biến cách đây 2 năm gần đây thôi. Ra mình nghĩ là 1 năm gần đây thôi. Bởi vì cái tác động của mấy con Archer Queen nên là Hawk Lightning được sử dụng nhiều. Woohoo, last Lightning coming. Đâu là thiên hướng về công trước, công thủ. Real respect and we play real. Ok. But real à. Let me check his. Oh, real. Ok. But we need, I need the Ian. Final form. Where final form, bro? Next. Nói chung là mọi người mà yêu cái deck già thì các bạn cứ hay upload lên video trên kênh của các bạn ấy, xong chia sẻ tip trên group. Deck Royal Hawk Resew. Royal Hawk Resew thì có mẹ gì đâu, mình thấy là toàn cứ spam. Còn cái deck đấy nó đánh rất là chậm rãi. Mà thứ hai nó là spam ở hai bên. Tại vì cái deck đấy là nó tấn công thủ hai bên mà công hai bên rất đều. Mẹo thì chúng ta thường là có những cái deck kiểu cycle ấy thì chúng ta có nhiều mẹo hơn là việc những cái deck beatdown. Chứ deck beatdown thông thường chúng ta cứ dồn quân mà đẩy lên thì đâu có gì mẹo gì đâu. Hoặc là đôi khi mà tính về gọi là Alice Chain á, tức là gọi là ví dụ như bên kia ra 4 Eli thì mình cũng phải ra 4 Eli, tức là chia cân nhau ấy, cân bằng Eli
Where you are from? Việt Nam bro. Em được mì Win thôi thôi. Bánh for fun thôi anh em. Try hát nhiều quá khô máu ấy. I'm from Việt Nam bro. Know my country. Rồi, hot. Rồi, hot one hit. Woohoo. Anh cầm cái deck King Graveyard à? Biết là chảy thế sốc già được chín. Đây là em tốt lắm rồi em. Firewaker. Đúng rồi, hiểu. Đúng không? Thông thường thì các bạn có thể thắng được meta nhưng các bạn lại thua những cái deck nó rất chi là chớ đất hỡi. Đấy, giống mình. Tí nữa mình sẽ show cho các bạn xem mình thua những cái deck chớ đất hỡi. À, mình không hiểu tại sao mình có thể thua được. Lightning Trado. Hôm nay 20 win, 20 không được chứ. 1 giờ rồi anh em chuẩn bị không ngủ đâu. Turn on the green. Oh my god. Wow. Này like phiền không? Tại vì hôm nay là có cái challenge nên là mình live stream gọi là ủng hộ anh em xem cho vui. Jason nó chưa đánh nhỉ? Jason này nó từ từ nó đánh ra. Oh, last game. Let's go. Woohoo, đang lên tay. No, legend gamer, it's the guy. Huh, new here. Long Khôi à? Việt Nam à? Battle Ram. Battle Ram, thằng này chơi pack a Ram, pack a Battle Ram. Ôi, dễ rồi. Oh, time to win, zero lose. My in a 16 over. Good. Ủa, 20 không rồi anh em. Thôi xem nốt trận này rồi mình đi ngủ nhé. Nhưng mà đang nhiều cái hay cơ mà. Bây giờ ngày hôm nay là ngày đầu tiên các bọn top ladder, top player họ đánh nên là nhiều cái để xem. Chứ ngày mai thực sự hit. Đúng rồi, thằng ông này có một cái kênh YouTube đó anh em. Cũng chuyên về Pekka Battle Ram. Giật chết con Magic Archer đi. Giật chết con Magic Archer đi chứ. Giật chết con Magic Archer đi. Xem cáp xe ở mai cậu lúc xem. Yes, Legend Gamer, hoàn chỉ chung. Thắng rồi anh em. Vâng, đang có lượt view cao nên là em không muốn là nghỉ sớm ngày hôm nay. Chanty win. Zero lose. Hôm nay xem tới bến nhé. Nhưng anh em để có thang thức bằng mình được không? Mai mình làm chiều mình chả sợ. Legend Gamer win. Không, Legend này Legend nước ngoài, nó không phải Legend Việt Nam đâu. No, that's a run. Còn bà đít lao vào trụ kìa anh em. Hawk Rider. Oh no, Hawk no hit. Oh, Hawk no hit.
Hay quá, phê mà. Vanky, we need the Vanky. Đúng là chỉ có Vanky có thể cân được cái team này. Ôi, oh my god. No, Bennis. No. No. Ôi, skeleton. Hawk Rider. One hit. Rồi. We need lightning. No lightning. Lightning, the bandit. Đủ chưa? Đủ đam chưa? Nhìn chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ. Cẩn thận con battle ram, con. Ooh, Vanky, we need the Vanky. Vanky. Rồi xong rồi. Yes, over. Good job, lightning. Đủ đam chưa? Đủ đam chưa? Good job. Vanky. No. Lightning, the fireball. Đủ fireball đủ chưa? What the fuck? What the fuck? What the fuck?